mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu. Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này nè. Trong nhiều video lần trước thì Phước Sửu đã giới thiệu rất là nhiều cho quý anh chị về khu dân cư Tân Quy Đông. Một khu dân cư phải nói là đáng sống phải không quý anh chị? Khu dân cư rất là mát mẻ, an ninh, ba mặt giáp sông và di chuyển rất là thuận lợi. Đặc biệt tại khu dân cư này có những cái tiện ích đẳng cấp mà một trong những khu dân cư nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập, trung tâm của quận 7, rất là đáng được nhiều người săn đón. Và hôm nay Phước Sửu sẽ chi tiết cho mọi người một cái sản phẩm bất động sản được tọa lạc tại đường số 54, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Căn hộ dịch vụ này được xây dựng với diện tích 12x15, và đây là căn góc hai mặt tiền thuộc mặt tiền đường số 54 và đường số 57. Căn nhà này đối diện trực tiếp với công viên của bờ sông, được xây dựng một trệt 4 lầu sân thượng, trong đó có 35 phòng trọ rất là xịn sò, có 10 phòng VIP và full nội thất. Mặt bằng sân thượng 200m2, mình có thể kinh doanh cà phê hay là những cái là gọi là cái nơi là check-in, gọi là nhậu nhẹt của những cái người là thuê những cái căn phòng siêu VIP này. Thu nhập hơn 200 triệu một tháng trong thời dịch bệnh nha. Và bây giờ mức thu nhập mới có thể cao hơn nhiều. Căn nhà này được xây dựng hoàn công từ năm 2021 và đưa vào khai thác từ tháng 6 2021. Vị trí của căn nhà với tầm view này nhìn toàn bộ sông Rạch Bàn, nhìn về Phú Mỹ Hưng, siêu thị Lotte Mart. Với cái tầm view này mình có thể là nhìn bắn pháo hoa của Landmark 81. Một căn hộ dịch vụ được chào bán giá cực kỳ rẻ so với giá thị trường, so với mét vuông của từng khu vực. Nhưng do gia chủ cần bán nên quý anh chị cần thêm thông tin, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để sở hữu căn hộ dịch vụ tại đường số 54 khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Quý anh chị cần thêm thông tin của khu dân cư Tân Quy Đông và những khu dân cư thuộc khu Nam Sài Gòn, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, hãy inbox theo số hotline bên dưới cho bất động sản tiềm năng. Chúng tôi sẽ tìm ra những bất động sản hấp dẫn nhất, giá rẻ nhất, phù hợp để cho quý anh chị chọn làm một nơi an cư lý tưởng và đầu tư sinh lợi. Và sau đây Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông. Bên đó là rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này là có rất là nhiều cây xanh, và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng, và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Tiện ích nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm bách hóa xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện. Từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 mét và tất cả cư dân ở đây thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập, là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7. Và
kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số. Qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7 khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì rất là gần nhiều bệnh viện như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Trung Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24, làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông.